Nhan, hôm nay Bảo review thùng đồ nghề chất lượng đến từ thương hiệu LS nha. Chị nào á thích mua thùng chất lượng là nhắm hai thùng này, mức giá rẻ lắm. Đó có hơn 100 mấy nghìn là có một thùng. Đó thì Bảo đây Bảo đi thoải mái nha. Đó anh chị thấy nè. Đó thùng thoải mái. Nhựa cao cấp nha. Rồi, thùng này á thì quai kim loại anh chị à. Rồi thùng nhỏ là 14 nghìn. Hai bên sẽ có là đựng ốc vít nè, bên trong hai tầng cho anh em mình đựng quá trời món luôn. Đó nào là ốc vít, búa ca lê. Rồi giá thì Bảo sẽ ghi ở giỏ hàng cho tất cả anh em mình tham khảo nha. Đó máy khoan này, máy mài đựng lần 4-5 cây. Đó là 5 cây luôn, có cả máy khoan nha. Rồi Bảo xem. À cái này là có máy khoan là mình đựng được 4 máy thôi nha. Rồi muốn mua hàn, bấm vào giỏ hàn để đặt mua thùng LS nha.